thưởng thức loại cua có giá đắt đỏ hơn cả 1.000.000 đồng một ký. Và nỗi băn khoăn không biết có bị cân thiếu hay không. Hello mọi người, bữa giờ đã vào mùa của cua lông rồi đó, mọi người biết không? Cả nhà mình không có nghe nhầm đâu, nó chính là con cua lông á, là bởi vì trên cái càng của nó toàn là lông không à. Mà con cua này ngộ lắm nha, nó chỉ có vào mùa thu khoảng tầm tháng 9, tháng 10 âm lịch thôi. Bởi vậy đây cũng được coi như là hải sản mùa nào thức đó. Đây là lần thứ ba Mẫn ăn cái món cua lông này rồi. Lần này thì Mẫn được chị gái của Mẫn tặng cho 1 ký mốt cua cái và 1 ký cua đực, toàn là size jumbo, tức là size to nhất rồi đó. Nhưng mà ai có kinh nghiệm với cái cua thì không, Mẫn đặt 1 ký cua đực thì nhận được có 915 gram cua, còn cua cái 1 ký mốt thì chỉ nhận được có 1 ký 20 gram. Cái bên bán nói với Mẫn là khi giao cua tới thường sẽ bị hao hụt khoảng 5%, mà cua này tới cả 1.000.000 một ký luôn á. Ai có kinh nghiệm thì chỉ Mẫn nha. Bây giờ Mẫn ăn cái. Đây chính xác là một loài cua không dành cho những ai thích ăn thịt cua mà dành cho những ai thích ăn gạch cua. Đầu tiên Mẫn sẽ thưởng thức một bé cua cái gạch son. Thì như cả nhà cũng thấy rồi đó, cái giống cua này khá là nhỏ nhưng mà cái lượng gạch đó nó chiếm tỷ lệ cao nha. Và đặc biệt cái phần gạch nó không có bị cứng với lại khô mà cực kỳ dẻo, béo và siêu ngậy luôn. Gạch còn có một cái mùi thơm rất chi là đặc trưng của cái loại cua này. Phần thịt thì khá là ít, tuy nhiên cũng rất là ngọt thịt luôn. Chấm với muối tiêu chanh ớt là tuyệt vời. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua thử một bé cua đực. Mấy em cua đực sẽ to hơn mấy em cua cái và gạch của mấy em cua đực sẽ là gạch sáp vàng. Phần gạch sáp vàng này sẽ có độ nhão hơi sệt nhẹ, tuy nhiên ăn vào cũng cực kỳ béo và thơm luôn. Vì là cua đực to hơn cua cái nên chắc chắn cái lượng thịt nó cũng nhiều hơn rồi. Khi trải nghiệm sẽ thấy rõ được cái sự khác nhau giữa gạch cua đực và gạch cua cái. Từ nãy tới giờ Mẫn đã ăn cua sẽ cái kiểu thông thường mà chúng ta thường hay ăn, nhưng mọi người đã có biết thêm một cái cách gọi là ăn kiểu quý tộc chưa? À mà ăn cua đừng quên lấy cái bọc phân ra nha. Đây là một cái cách ăn cua mà Mẫn thấy mấy cái chị tỷ tỷ bên Trung hay là trong mấy cái phim cổ trang Trung Quốc người ta hay ăn á. Tách cua ra để gạch vô mai, sau đó là cắt hết mấy cái chân cua rồi cắt cái phần thân cua ra làm đôi. Bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng một cái vật dụng chuyên dụng để mà rỉa thịt cua, cho hết tất cả những gì có thể ăn vào cái mai con cua. Đối với chân cua mình sẽ cắt đầu và đuôi của cái phần to nhất trong cái chân cua, rồi dùng cái phần chân nhỏ bên dưới nhét vào trong để đẩy thịt cua lên. Đó, nhìn giống trong phim chưa? Mẹ Mẫn và cô Ca mời cả nhà cùng ăn. Làm cách này thì sẽ đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, nhưng mà cái ưu điểm là khi mình ăn á, mình có thể ăn một lèo luôn mà không có bị gián đoạn ở cái khâu vừa lột vỏ vừa ăn. Vị ngọt của thịt cua hòa quyện và cái độ dẻo và béo ngậy của gạch cua. Thật sự là cái gạch cua rất là béo luôn, nhưng mà không có gây ngán nha, rất là dính luôn, ăn hoài. Anh Coca mê dữ lắm. Hậu trường bà ngoại Coca cũng đang ăn ngấu nghiến luôn nè, rất là mê. Nãy ăn cái kiểu quý tộc một bé cua cái rồi, bây giờ mình ăn thêm một bé cua đực nữa đi cho có cặp có đôi. Thì cái khúc ngồi rỉa thịt nó mệt mỏi, ăn cua thì có cần cực dữ vậy không? Mà theo cả nhà thì thích ăn cua theo kiểu truyền thống, ăn tới đâu lột vỏ tới đó, hay là ăn theo cái kiểu rỉa thịt này hơn? Gạch của cua cái thì là gạch son, khi chín có màu cam đỏ, bám thành từng mảng gì đó và có một cái độ dẻo nhất định. Còn gạch của cua đực thì là gạch sáp vàng, nó hơi nhão nhão sền sệt. Ăn xong rồi, bye bye.